bè với lại em cho nó sớm nên là anh thấy thích cái cuộc sống tự do hơn. Anh ơi, anh có biết nấu ăn không anh? À, có biết em. Chứ em nấu ăn là tại lúc vậy, ví dụ như sau này mình có về chung một nhà thì anh nấu đi, em lặt rau, em rửa chén cho. Cũng được em. Ngày mai nắng sớm chiều tà, bây giờ anh có muốn về nhà với em không? Mời gia đình nhà gái. Mời bạn trai. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Tú Trinh. Năm nay em 31 tuổi, quê của em ở An Giang. Dạ, em đang làm ở Bình Dương. Dạ, em là nhân viên văn phòng. Rồi, mời đàn trai. Chào anh Quỳnh rồi, Linh. Chào em. Em chào chị Hồng Vân. Chào bạn nữ bên kia. Chào đại diện hai bên gia đình. Em tên đầy đủ là Phạm Văn Sinh, 34 tuổi. Và em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai. Sinh đang làm gì? Dạ, nghề nghiệp của em là dược sĩ ạ. Dạ, em đang làm một công ty sản xuất dược phẩm ở Biên Hòa, Đồng Nai. Mình nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi Gương. Dạ, điểm mạnh của em là em chịu khó và hay giúp đỡ người khác. Nhưng mà điểm yếu của em là rất là dễ tin người nên dễ bị dụ. Yeah, dễ bị dụ. Rồi, mời em trai. Dạ, ưu điểm của em á thì em sống tự lập. Và có thể là nấu ăn được. Em thích học hỏi. Với lại em biết quan tâm với mọi người xung quanh. Với lại em có thể hát cũng được ạ. Có khuyết điểm gì không? Dạ có khuyết điểm là tại em cũng cái tật em cũng ít nói chuyện. Với lại em ít cái biểu hiện cái tình cảm ra bên ngoài. Và có một số bạn thì ví dụ với tiếp xúc em lần đầu thì có vẻ như em rất là lạnh lùng này kia. Em có mấy mối tình rồi? Em thì đã trải qua hai mối tình chính thức ạ. Mối tình đầu tiên là thời đi học. Và mối tình thứ hai thì là cũng cách đây khoảng 3 năm. Mời đàn gái. Em cũng trải qua hai mối tình. Mối tình của em là từ lúc em học lớp 9. Em quen xong bạn đó nghỉ học nhưng mà em vẫn học. Bạn đó muốn tiến tới hôn nhân thì em cảm thấy là nó không có đủ tình cảm để đi đến hôn nhân. Còn mối tình thứ hai của em thì bạn nam đó hơi thấp hơn em. Với lại em cảm thấy nó không hợp trong tính cách nữa. Cho nên em không đi đến hôn nhân. Như vậy là trong bao lâu rồi em đã chia tay bạn đó bao lâu? 5-6 năm rồi chị. 5-6 năm rồi. Mà 5-6 năm rồi chưa có một mối tình nào khác nữa. Dạ đúng rồi. Em cảm thấy như ở mức độ bạn bè với là em trong 5-6 năm nào em thấy thích cái cuộc sống tự do hơn. Đó. Rồi, chào em gái. Dạ, em chào anh. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn thứ nhất là nếu như nói về ngoại hình thì bạn đó có thể cao hơn em. Chỉ cần bạn đó không có gia trưởng, không có tính toán, không có nói nhiều là được. Nhưng mà em mong muốn bạn trai cao mét bao nhiêu? Dạ, em bản thân em cao 1m65 rồi. Bạn đó có thể là cao 67 hoặc trở lên. 67 đô lên ha. Dạ, em cao 1m72 chị Vân ơi. 72. Rồi, vậy dạ, rồi. 1m72. Bây giờ bạn gái nói như vậy thì em cảm giác là em có khoảng bao nhiêu phần trăm để đáp ứng bên đó? Dạ, nếu như mà những yêu cầu của bạn nữ bên kia thì em có thể là em sẽ được 70-80%. Anh ơi, anh có biết nấu ăn không anh? À, có biết em. Chứ em nấu ăn là tại lúc. Không sao, từ từ rồi cũng sẽ nấu tốt thôi. Vậy ví dụ như sau này mình có về chung một nhà thì anh nấu đi, em lặt rau, em rửa chén cho. Cũng được em. Chào. Dạ, em. Dạ, chào chị. Rồi, vậy thì em mong muốn cái người bạn gái của em như thế nào? Bạn nữ của em muốn tìm á, biết chia sẻ. Và đặc biệt em cần một điều là cái đạo đức. Em có một cái hình mẫu lý tưởng nào không? Dạ, người để em có thể là thần tượng nhiều nhất á thì đó là chị Mỹ Tâm. Cái tâm làm nghề của chị. Và thứ hai nữa là cái giọng hát của chị rất là hay. Em hát được nổi giống Mỹ Tâm không em? Có biết hát không? Em hát không hay nhưng mà em hay hát. À vậy hả? Vậy dạ. Chút em hát cho anh nghe thử nghe. Dạ. Rồi hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với chị gái và cháu của em. Chào em Linh với chào chị Hồng Vân. Dạ, nói về Trinh á thì sống rất là tình cảm, rất là có hiếu với ba mẹ. Qua lần đầu thì mình không thể nào nhận xét được, nhưng mà nhìn thấy tính cách em nói chuyện thì cũng hiền. Theo chị thì chị thấy em nói chuyện thì được đó. Để coi hai em cho nhau cơ hội và tìm hiểu nhau đi. Rồi, cảm ơn chị. Trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với anh hai của em với lại một bạn đồng nghiệp cũ ạ. Động viên em đăng ký chương trình. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào quý khán giả và gia đình em gái. Em là anh trai, anh cả của Phương Sinh. Sinh thì sống rất là đầm tính. Không bao giờ gia trưởng. Rất là thương yêu và chăm sóc mọi người. Anh thấy em gái bên này thì cũng rất là xinh, đầm tính. Thì anh cũng hy vọng là hai em cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Rồi xin hẹn. Rồi cảm ơn anh hai. Rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Sinh. Chào em. Hôm nay anh tới đây anh có món quà anh tặng cho em.
Dạ em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh. Nãy em nói em tặng bạn đó bài hát đó. Dạ em hát không có hay, mong mọi người đừng có cười. Dạ. Em bảo anh nếu em là nữ hoàng, anh xin gì thì em sẽ ban cho. Sợ mẹ cha hay chuyện của đôi mình, anh nói dối thư đây của bạn học. Đã lâu rồi cô mới vừa gặp nhau. Anh trai sao? Dạ em thấy bạn hát cũng hay ạ. Em có tặng bạn không? Tặng dạ, hát dạ tặng có. Bạn không? Anh sẽ là dòng sông, đêm là biển rộng. Anh sẽ là gió lộng, đêm là mây bay. Anh sẽ là nắng mai, đêm là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời. Xin cảm ơn. Rồi, chào em. Em có điều gì muốn hỏi anh không? Tâm sự không? Em hỏi anh là anh có quan điểm như thế nào về cuộc sống hôn nhân? Anh nghĩ thì nếu như hôn nhân á thì quan trọng nhất á là cái sự chia sẻ, sự tha thứ với nhau. Rồi anh có gia trưởng không? Không. Anh có biết hút thuốc không? Không, anh không hút thuốc. Thỉnh thoảng đi đám tiệc thì cũng có thể là uống được vài lon. Dạ. Mình lấy nhau về vậy rồi có làm dâu không anh? Nếu như mà về với nhà bố mẹ thì mình sẽ ở chung với bố mẹ. Còn ở Biên Hòa thì nếu mà ở đây thì chắc là anh nghĩ là cũng chỉ có hai vợ chồng ở thôi. Nếu như mình đến hôn nhân. Ví dụ như em thích cái cuộc sống ở trên đây thì sao? Thì anh cũng có xu hướng là anh lập nghiệp trên đây hơn. Hãy tiến đến và đứng gần Trinh và nói cái gì đó. Dạ. Suy nghĩ gì Trinh như thế nào? Anh thì anh có đọc một bài thơ trên mạng. Có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu. Lắm khi chỉ một buổi chiều mình gặp người đó mình yêu tới già. Thì anh nghĩ và hôm nay là cái ngày và cả một buổi chiều nữa anh và em tìm được nhau, thì anh nghĩ mình có thể là mình đi nắm tay với nhau, mình tìm hiểu và đi đến tới già luôn. Vậy em cũng có câu em muốn hỏi anh. Ngày mai nắng sớm chiều tà, bây giờ anh có muốn về nhà với em không? Đó là điều đương nhiên, anh cũng rất là muốn về nhà với em. Dạ. Nếu anh không muốn thì anh sẽ không tới đây. Dạ. Rất là hợp nhau đấy. Chúng ta hãy kiểm tra lại một lần nữa xem đây có phải là một người để mình hướng tới. Sau 3 tiếng đếm của chị Hồng Vân, chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Bên đây nhé. Cảm ơn. Đấy, chàng trai này tuy là hiền nhưng mà rất là quyết liệt. Khi mà đếm tới 1, 2 là bấm rất là mạnh luôn. Bấm gần như là dùng hết cái lực mình. Bây giờ đã đến lúc chúng ta chính thức hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay Trinh đi nào. Xin phép hôn người hôn đầu tiên. Anh xin phép là cho trao bạn được hôn ạ. Trinh ngay sân khấu luôn đúng không ạ? Anh chưa. Cố gắng lên nha, chăm sóc mối tình này. Mọi người thì thường thích chia sẻ câu chuyện với cả tâm sự với em. Em rất biết lắng nghe và an ủi người khác ạ. Có nắm tay chưa? Rồi ạ. Có hôn nụ hôn đầu tiên chưa? Chưa anh ạ. Sau quen 2 tháng hôn nụ hôn đầu tiên đi chứ. Chắc là em ngại quá. Cặp này được nè. Cặp này nhiều khi họ cưới sớm đó, thấy rất là có duyên phận với nhau rồi đó. Bây giờ mình chúng ta cùng gặp cặp đôi thứ nhì đi. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Mời anh trai giới thiệu về mình. Thôi có cái gì thì em xin gửi tới một bài hát để thay mặt lời chào với quý vị khán giả và anh Quyền Linh với chị Hồng Vân. Hát để gửi lời chào ha. Vâng, ok. Các bạn gái bên kia. Thật hạnh phúc, thật ý nghĩa khi thấy em cười mỗi lúc bên người theo mây và gió. Từng lời nói
từng lời nói. Em nghĩ thoải mái lên nào, thoải mái lên. Em tên là gì? Em tên là Nguyễn Hữu Dương ạ. Em 28 tuổi ạ. Em đang làm cho công ty trách nhiệm hữu hạn An Phú Linh về mảng cửa la xe bên xây dựng. Em là một nhân viên vận hành máy công trình anh ạ. Em sinh ra và lớn lên ở miền đất miền Trung ạ, ở Hà Tĩnh ạ. Em đang làm ở Sài Gòn ạ. Quận mấy? Em ở quận 2 ạ. Rồi bây giờ đến nhà gái mình nè, em giới thiệu đi. Dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến MC Quỳnh Linh, MC Hồng Vân, bạn nam kế bên và cùng toàn thể khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Bùi Thị Ngọc Mai, năm nay em 28 tuổi ạ. Em cùng quê với bạn nam bên kia, em cũng là người Hà Tĩnh ạ. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hiện tại em là thư ký kinh doanh của công ty cổ phần bóng đèn điện quang ạ. Mai làm ở quận mấy Mai? Dạ, Mai làm ở quận 9 ạ. Quận 9 qua quận 2 là gần. Hay quá, hai người này cùng quê hay quá ha. Em Mai em nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em là em vui vẻ hòa đồng ạ. Mọi người thì thường thích chia sẻ câu chuyện với cả tâm sự với em, giống kiểu mọi người hay nghĩ là hay nói là em rất biết lắng nghe và an ủi người khác ạ. Còn điểm yếu của em thì em nói hơi nhiều, có một xíu hay quên. Rồi em có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em ở đây chắc là em hay nhăn. Em thích đi du lịch ạ. Thường giống một năm em sẽ cố dành cho mình một chuyến du lịch, có thể là với gia đình hoặc là bạn bè của em á. Thì một năm em sẽ cố gắng đi du lịch một lần một thành phố nào ở đó trong Việt Nam ạ. Rồi bạn ơi, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm là em vui vẻ hòa đồng và tiếp thu nhanh và rất đam mê bóng đá và chơi được tất cả các môn bóng đá, chơi tất cả những môn thể thao. Khuyết điểm của em là có thể là nói nhiều một tí. Em nói hơi nhiều. Sao nói gì nói nhiều? Nói nhiều. Hay là vậy à? Em toàn sử dụng công nghệ có chị Google Maps rồi. Em được mấy mối tình rồi? Em thì chỉ có một mối tình hồi cấp 2 là tình yêu đơn phương, không có tìm mối tình sâu đậm ạ. Ngắn ngủi là bao lâu? Một tuần kìa, một tháng, hai, giỏi lắm được hai tháng anh ạ. Trời ơi, tình yêu gì đâu mà nhanh dữ vậy? Này mới vừa quen mà phát sinh tình cảm thôi đúng không? Dạ đúng ạ. Có nắm tay chưa? Rồi ạ. Có hôn nụ hôn đầu tiên chưa? Chưa anh ạ. Sao quen 2 tháng hôn nụ hôn đầu tiên đi chứ? Chắc là em ngại quá, em nhát gái quá. Đó. Rồi, còn mình thì sao nè? Dạ, em có trải qua hai mối tình ạ. Mối tình gần đây nhất em chia tay là được 1 năm rồi ạ. Lý do chia tay thì giống kiểu em cũng đến tuổi muốn lập gia đình rồi á. Nhưng mà bạn đó cái suy nghĩ nó chưa được chín chắn với trưởng thành á. Nên là cảm giác không có cái suy nghĩ chung nên bọn em dừng lại ạ. Như vậy là 1 năm rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Chào chị Hồng. Chào em. Vâng. Nhát hả? Vâng ạ. Vậy em suy nghĩ thế nào về cái mẫu hình bạn gái mà mình sẽ hướng tới? Vâng, thì em cũng đơn giản thôi chị ạ. Chấp nhận em là đi công trình và làm xa. Thứ hai là quán chuyến điện gia đình được. Thứ hai là kính trên nhường dưới với quan tâm chăm sóc hai bên gia đình là được. Nếu như hôm nay em đến em gặp cái bạn nữ này mà hai em mà bấm nút cho nhau á, thì em có ý định là gọi là tiến tới hôn nhân liền không? Nếu mà bạn gái đồng ý thì cũng phải hỏi thăm bạn gái thế nào thì chúng em có thể là tiến tới hôn nhân luôn ạ. Em có cái hình mẫu lý tưởng nào không? Thì cũng là có một hình mẫu là giống Lưu Diệc Phi. Giống Lưu Diệc Phi. Thần tiên tỷ tỷ đúng không? Có dương quá trong thôi. Em là dương quá mà. Dương quá. Thì đó là thần tiên tỷ tỷ đó. Đúng rồi. Để mình xem coi giống tỷ tỷ thần tiên của em. Dạ. Đàn gái. Dễ thương ha. Đàn trai thấy là chịu rồi đó. Ok. Em gái muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Bạn trai với cả là chồng lý tưởng của em á là một người biết quan tâm chăm sóc cho gia đình. Tại vì với em cái yếu tố gia đình với em rất là quan trọng. Bây giờ là mình gia đình bố mẹ mình, anh em mình, sau này thì là gia đình nhỏ của mình và con mình á, có chí cầu tiến. Có quan tâm với gia đình không? Dạ có. Có ý chí cầu tiến không? Dạ có. Chúng ta nếu mà lấy nhau đó thì em sẽ định hình ở đâu? Mình nói đi cho bạn gái thấy mình là có ý chí cầu tiến. Trước mắt thì mình cứ sống ở nhà trọ một thời gian rồi khoảng 3-4 năm gì đó. Mình có một số vốn là mình có thể là mua nhà chung cư trả góp hay là dần dần. Chứ nếu mà thực sự mà có luôn thì thật sự hơi khó. Thì đó, mình cái hướng thế, đại đa số ta lấy nhau ta cũng đầu tiên xuất phát điểm cũng là ở nhà thuê thôi.
Ngày xưa anh lấy nhau cả năm trời anh cũng chưa có nhà luôn đó. Người Hà Tĩnh em ở huyện nào? Dạ em ở thành phố Hà Tĩnh ạ. Thành phố luôn hả? Còn em dạ. ở đâu? Em ở thị trấn Thạch Hà. Vậy hai bạn gần nhau không? Dạ cũng gần ạ. Ừ, sát bên nhau. Em gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi đến đây cùng mẹ em gái với cả là hai người bạn thân của em ạ. Xin chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân và chào quý vị khán giả. Tôi là mẹ của Mai. Mai là con gái thứ hai. Nhưng cháu sống là tình cảm, hiếu thảo lắm, có trách nhiệm với gia đình, cũng chịu khó. Nói chung là cố gắng, cũng cá tính lắm. Còn bạn trai bên này thì cô thấy là cái hay nhất là người đồng hương. Dạ. Còn những cái mà cháu nói lên thì cô thấy cũng rất là chân thành, cũng là có những cái là cố gắng và có những định hướng cho tương lai, quyền lựa chọn ở hai con. Em đi với ai? Dạ em đi với anh họ và là cũng là người sếp và cấp trên của em và chị bạn ạ. Trước hết xin chào toàn thể ekip chương trình ạ, chị Hồng Vân, anh Quyền Linh cùng toàn thể tất cả quý vị khán giả trong khán phòng và tất cả các bạn xem truyền hình ạ. Tớ nhận xét ở đây thì bạn gái đây là rất là xinh, rất là dịu dàng, hai người cùng quê lại cùng lập nghiệp ở Sài Gòn. Thì trước hết Dương là một người em trai, ở với tớ cũng lâu rồi, công trình thì rất là hay nhậu, nhiều khi là anh em cứ nhậu hết rồi nhưng mà Dương là do dọn dẹp hết cho anh em, nhưng hàng ngày là Dương quét dọn dẹp văn phòng các thứ là Dương dọn hết. Ngoài ra Dương thì cũng là rất là chịu khó nấu ăn. Nhiều khi anh em có bỏ ra quán như Dương bảo mua đồ về nhà để nấu cho nó, ăn cho nó ngon và sạch sẽ. Toàn thể công ty mà không có Dương thì đúng là rất là một cái vất vả cho công ty. Bạn gái ở đây thì rất là xinh đẹp và tuyệt vời. Dạ, nếu mà anh là anh bấm nút liền luôn ạ. Đúng. Rồi, chúng ta sẽ mở rào để hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Dương. Vâng. Chào chị. Thì giờ lần đầu tiên gặp em thì anh cũng có một bó hoa và cùng một cái chiếc đồng hồ thông minh và để luôn mà lúc anh ở bên cạnh em thì anh có thể biết đo được nhịp tim, huyết áp và biết được sức khỏe em thế nào thì em còn chăm lo cho em và để cho em. Vâng. À, dạ. Ngày hôm nay em tới đây thì em muốn tặng anh một cuốn sách. Cuốn sách này thì nó nói về cái cách để cho mình lập nghiệp, mình tạo dựng sự nghiệp của mình khi mà bản thân mình không có nền tảng trước sẵn là từ gia đình hay một cái gì hết. À. Vâng, vâng. Hôm qua anh có nhậu say tí, nửa hôm thì thật sự tỉnh dậy thì ánh trăng nó làm phiền anh, làm anh không ngủ được nên anh có xuất khẩu thành thơ luôn. Thì anh sẽ để cho em đây, đọc. Đây. Vâng. Bây giờ mình đeo đồng hồ trước đi. Đưa chị cầm cái hoa giùm cho. Anh xin phép được. Dạ. Em cảm ơn anh. Thì nhờ bạn gái đọc lên cùng khán phòng cùng nghe. Vâng ạ. Dạ em xin phép được đọc bài thơ do bạn Nam có viết để tặng mọi người trong trường quay cũng như là hai MC ạ. Ánh trăng lúc mờ lúc tỏ, gặp em giữa lòng muốn ngỏ lời yêu. Yêu em giữa ban ngày, lòng anh tỏ không biết ai tỏ cùng anh. Là em đọc không có hay, mọi người thông cảm, chắc là thơ làm hay hơn nhưng mà do em đọc không có hay ạ. Vâng, cảm ơn bạn gái. Cảm nhận về nhau như thế nào các bạn? Dạ thì em cảm nhận là vẫn có hình bóng của Lưu Diệp Phi ở đây. Vâng, thì cô gái quá dễ thương và cũng em cảm nhận thì quá tuyệt vời rồi. Quá tuyệt vời rồi. Thì còn bạn gái cảm nhận về anh thế nào? Qua những cái gì anh chia sẻ thì em cảm giác là chương trình đã rất ưu ái với em, đã chọn cho em một bạn nam mà khá gần với hình tượng của em đã mong muốn ạ. Em muốn hỏi anh là ví dụ như anh có hay bị say nắng đồ này kia, nếu mà đi ra ngoài gặp cô này cô kia anh có hay bị không say à. Nắng không? Tất cả sắc đẹp ở trên thế giới này anh đều là quá bình thường. Mình chỉ yêu những người chung thủy một người thôi chứ chả liếc mắt nhìn nghiêng nhìn ngó. Dạ vâng, em không biết anh có gì muốn hỏi em không ạ? Anh thì hỏi em là... anh ngại, anh cứ hỏi đi, em thấy bình thường mà, mình người cùng quê.
sẽ dễ nói chuyện hơn, anh cứ hỏi em đi. Chị đang muốn hỏi bạn nữ á. Dạ. Bạn có phải là trụ cột của gia đình mình không? À, dạ, nếu như mà nói từ trụ cột thì nó hơi nặng. Nhưng mà nói chung là em sống với gia đình và cũng phụ giúp ba mẹ. Cho em dù... nói cho bạn nghe đi. Tại vì là thực ra tất cả những cái điều mình cần phải nói, mình cần phải trao đổi nếu như thực sự mình muốn đi xa hơn. À, dạ, thì em cũng có và chia sẻ là... ví dụ sau này khi kết hôn rồi mà em muốn em gái ở cùng với em thì em không biết là cái bạn nam cũng hay là gia đình bạn. Thì tại sao vậy? Tại sao em gái em phải nghĩ là em sẽ phải nuôi em gái? Không phải là em phải nuôi, bởi vì là gia đình em cũng có anh trai nữa, nhưng mà đây là cái mong muốn em muốn thôi. Tức là nó phải có một lý do, ví dụ em gái cũng sẽ lớn lên rồi em gái cũng lấy chồng. Mình hiểu ý chị không? Để cho bạn hiểu được là cái hoàn cảnh là như thế nào đó. Dạ. Em gái em bây giờ là thua em 2 tuổi ạ. Không. Thôi em hiểu rồi. À, câu chuyện đó thì có lẽ mọi người cũng hiểu ha. Hai bạn cũng là cùng quê với nhau. Và anh nghĩ rằng có cố gắng thì chúng ta sẽ thành công đó, không có gì phải lo đâu nha. Em nói về cái việc mà bạn gái đang trăn trở đó, thật là chân thành và cái quan điểm của em. Vâng, thật sự thì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Em cũng hiểu là hoàn cảnh của bạn gái bên này thì không sao đâu. Bởi vì mình thật sự thì mình phải là từ bi như Phật. Thì mình có gì bỏ qua nhau và không có vấn đề đấy, em không quan trọng. Em đồng ý và em vui với việc đó đúng không? Đó, em chỉ vui. Cần em nói như vậy để cho bạn hiểu thôi. Vâng. Hãy suy nghĩ thật kỹ xem trái tim có rung động hay không. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Bạn gái không bấm. Em không bấm hả? Dạ. Có bấm không? Không bấm. Em có thể chia sẻ một chút cảm nghĩ của em? Em cảm giác là bạn nam rất là tốt. Thật sự là rất là tốt. Ở trong cuộc sống á, em đã luôn rất là phải mạnh mẽ. Em muốn tìm một người em cảm giác đó là mình được che chở, mình được là một người con gái nũng nịu, rồi được đúng chất là một người con gái. Chứ không phải là cứ gọng mình. Mà bạn nam, em cảm giác bạn rất là hợp với là một người bạn, một người anh để em tâm sự. Cảm ơn em. Chúc hai em sẽ sớm tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Có mấy mối tình rồi? Dạ, từ nhỏ lớn thì em chưa có mối tình nào à. Chưa có luôn hả? Dạ đúng à. Thiệt luôn á hả? Lý do sao vậy em? Lý do là tại vì cái nghề nghiệp lại với lại cái quá trình học hành, học tập của em á thì có ít bạn nữ lắm. Thì Hồng Vân chỉ ngạc chào nhiên em. Dạ, chào 32 chị. Tuổi mà chưa có mối tình nào chưa hết. Chưa có mối tình là luôn hả? Dạ đúng à. Giữ gìn tới mức đó luôn á hả? Em có thích con gái không? Em cũng thích con gái luôn. Dạ thích chứ. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Mời đi em. Xin mời nhà gái. Bên hàng rào kia đã có em gái. Mình giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe nha. Dạ. Bắt đầu. Dạ, em tên là Trần Thành Nhân, năm nay 32 tuổi, hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. À, Nhân làm gì ở thành phố Hồ Chí Minh Nhân? À, em là giám sát kỹ thuật cho công ty cổ phần Eurowindow. Mình giới thiệu về mình đi em ơi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Vũ Thường, năm nay em 33 tuổi ạ. Em đến từ thành phố biển Cam Ranh, Khánh Hòa, và hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ.
Em làm nghề gì? Dạ, hiện tại em đang làm thu ngân kế toán tại nhà hàng Phương Cư quận Nhất ạ. À, bây giờ thì em hãy giới thiệu một chút xíu về ưu điểm khuyết điểm cho nhà gái nghe đi. Ưu điểm của em thì ít nói. Một số tật xấu em là em có hút thuốc. Em có nhiều ưu điểm gì nổi bật không? Ưu điểm của em là hiền lành nè. Em thích ca hát. Như đó cũng đủ rồi, hiền lành nè, ít nói nè, thích ca hát là cũng dễ thương rồi ha. Mà hồi nãy bạn nói bạn có hút thuốc mà mình nghe không rõ là bạn hút một ngày khoảng bao nhiêu gói ạ? À? Mình hút ít à bạn ơi. À, ít là bao nhiêu bạn? Ngày có 1-2 điếu thôi à. À dạ. Một sáng như buổi trưa thôi. Mình nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em rất là vui vẻ học bác. Điểm yếu của em là khó tính với lại hơi thẳng tính một chút xíu ạ. À. Bực bội là nói liền đó chứ không có để bụng đúng không? Dạ. Em có những cái tài lẻ nào không? Em rảnh là em hay thích theo ạ. À. Dạ. Oh. Em theo tranh ạ. À. Ok. Rồi em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình rồi ạ. À. Em lấy chồng năm em 21 tuổi ạ. À. À. Dạ. À, tụi em ở với nhau được 1 năm em chia tay rồi ạ. À. Em có con chưa? Dạ chưa ạ. Ừ. Dạ. Rồi mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai là em mới quen năm 2018 ạ. Ừ. Và cũng được 1 năm và chia tay rồi ạ. Lý do? Bất đồng quan điểm nhiều, không hợp với nhau về sở thích với lại quan điểm sống ạ. Rồi. Bạn trai ơi. Dạ chị. Bạn có mấy mối tình rồi? Dạ từ nhỏ lớn thì em chưa có mối tình nào ạ. À. Chưa có luôn hả? Dạ đúng ạ. Thiệt luôn á. Lý do sao vậy em? Lý do là tại vì cái nghề nghiệp lại với lại cái quá trình học hành học tập của em á thì có ít bạn nữ lắm. Ra làm thì ở ngoài công trường nhiều. Thì Hồng Vân chỉ ngạc chào nhiên em. Dạ chào 32 tuổi mà chưa có mối tình nào chưa hết. Chưa có mối tình nào luôn á hả? Dạ đúng ạ. Giữ gìn tới mức đó luôn á hả? em có thích con gái không? Em có thích con gái luôn. Dạ thích chứ. Có thể chứng minh được mọi người là để cho thấy là em thích con gái. Thì thích con gái thì mình thích thôi anh. Hay có một lý do nào đó mà bạn giờ này bạn mới chưa có? Đúng rồi, 32 tuổi. Có thể là do gia đình, do ba mẹ. Tình cảm nào chưa đó đồng ý, hay là bạn lo học hành quá. Ừ. Hay bạn lo sự nghiệp quá này cái nọ mà bạn chưa có bạn gái đúng không? Dạ đúng mà. Lý do nào là lý do chính đáng nhất mà sâu xa nhất? Có thể mình em là quan trọng nhất là sự nghiệp trước là. Anh hỏi nè, có khi nào em chợt thấy thích một cô gái nào đó chưa? Chợt thích nhưng mà cũng chợt quên, tại mình không có tiếp xúc nhiều á. Kỳ vậy ta. Tưởng tượng em coi phim cái em thích cô này, em thích cô kia, em nói ỉ mai mốt bạn gái của em phải giống vậy đó. Minh Hằng. Minh Hằng. À, tức là em thích cái mẫu người bạn gái của em là ở cái diện mạo bên ngoài là giống Minh Hằng đúng không? Nhưng mà còn về cái tính cách thì sao? Tính cách thì hiền lành, có lễ phép một chút. Thì chị hỏi nè, ví dụ bạn nữ bên đây nè, bạn đã có một đời chồng thì em có ngại vấn đề đó không? Không chị. Ba mẹ sao? Ba mẹ thì em cũng dễ lắm. Em mắt đàn gái coi, chứ đàn trai thật sự là tôi rất là bất ngờ đó. 32 tuổi luôn đó, cũng cao ráo ha, tướng cũng rất là man luôn. Mà không hiểu sao lại chưa có một mối tình vắt vai nào cả. Người ta mê Minh Hằng đó ông ơi, chứ không phải mê Quyền Linh đâu. Chào con gái. Dạ, em chào. Thương. À, đàn trai thấy đàn gái là dễ thương rồi đó. Ha, đàn trai chịu đó. Em muốn một mẫu người đàn ông lý tưởng như thế nào? Dạ, mẫu người đàn ông của em là cao 1m65 trở lên là được rồi ạ. Nhanh nhẹn, hoạt bát. Được bao nhiêu phần trăm em trai? Em nghĩ là 80. 80? 80 được rồi. À, để mình hỏi ý kiến người thân đó nha. Em gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ và cô chú ạ. À. Với lại bạn ạ. Chào MC Hoàng Linh với lại cô Hồng Vân. Dạ. Bác cũng mong hai đứa có cơ hội đến với nhau. Bác cũng đồng ý. Con rể được. Tương lai của bác được không? Được. Có hợp với con gái của mình không? Được. Được luôn hả? Chú thấy sao chú? Cũng được ạ. Cũng được luôn hả? Wow. Cả nhà đều được hết luôn rồi đó. Vậy là thông qua hết trơn rồi. Thông qua rồi. Bỏ phiếu rồi. Em trai đi. Đi với ai? Nhà em đi với mẹ và chú ạ. Cháu nhà của tôi thì nó rất hiền lành. Và đứng trước phụ nữ thì cháu nó không tự tin lắm. Bây giờ là hôm nay nhà tới đây thì cho hai cháu gặp mặt và hai cháu tự quyết định. Mẹ có mẹ ý kiến gì không gì, mẹ? Nói về câu đi. Mẹ nói một câu đi mẹ. À, gặp nhau rồi thì cũng biết nhau, mặt nhau. Lần này thì cho cháu hai đứa cũng có cái cơ hội để có thể tiến xa hơn.
Dạ. Rồi vậy là ý mẹ cứ để cho các em tự quyết tự chọn nhau đúng không ạ? Dạ. Trời ơi, nhà vậy ai cũng hiền hết trơn. Ai cũng hiền chứ, hai bên đều hiền hết á. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp nhau nha. Mở rào. Bắt đầu đó Nhân nha. Bây giờ là chuyện của em đó. Chàng trai 32 tuổi chưa có mối tình dắt dai nào hết. Thì mình nhận quà. Mình nhận tranh trước ở đây. Rồi đây. Bên nhà gái đại diện nhận hoa giùm em. Dạ, em tặng anh tấm tranh này do tự tay em thêu ạ. Dạ, có bài thơ em tặng anh luôn ạ. Em nhờ anh đọc giùm em bài thơ này luôn ạ. Không có cái vòng để tặng. Dạ. Em cảm ơn anh. Ôi, tôi ganh tị quá, tôi rờ cái coi, trời ơi. Đẹp nè, quá. Gia đình nhà trai ông giàu quá đi ông Linh à. Đó là xính lễ sơ sơ thôi. Vài bữa tôi còn khá nữa. Các em anh đọc bài thơ của em nha. Dạ. Bài thơ có tựa đề là Hoa cỏ mây. Mây trắng bay đi cùng với gió, lòng như trời biết lúc nguyên sơ. Đắng cây gửi lại bao màu cũ, thơ viết đôi dòng theo gió xa. Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ mây, áo em sơ ý cỏ gặm đầy. Lời yêu mong manh như màu khói, ai biết lòng anh có đổi thay. Thơ này làm sao? Thơ này ý nghĩa gì nè? Nói cho bạn nghe thơ này. Dạ. Ai làm? Cái bài thơ này em chọn để tặng anh là cũng mang, cũng mượn cái ý nghĩa lời thơ để hỏi thăm dò ý anh luôn ạ. Thì qua đây anh cũng có bài hát để anh trả lời cho em luôn. Dạ. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây xếp thành lâu đài, đợi chờ gì, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làng tóc, đợi một ngày không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ai đó, sáng trong ánh kinh cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua, tình vẫn không đổi thay. Hay. Không, giọng nam hay quá. Dạ, có lẽ em quên, xin lỗi chương trình. Dạ. Nhân em hát mạnh hồi hộp quá. Tim người ta loạn nhịp rồi, sấm sét nổ ra rồi, người ta không nhớ nổi lời đâu. Ngồi tâm ngồi sự. Xuống đi. Đó, các bạn tâm sự với nhau đi. Em hiện tại ở đâu em? Em hiện tại đang ở ngoài Thủ Đức ạ. Thủ Đức hả? Anh ở quận 8. Dạ. Thường cuối tuần em có rảnh không ạ? Công việc của em thì em làm việc ở nhà hàng cho nên làm ban đêm. Không có thời gian là nghỉ ngày nào, nhưng mà em sẽ cố gắng sắp xếp ngày nào cũng được, không cần phải cuối tuần ạ. Thì quan điểm tình yêu của anh á, thì trước là phải chân thành. Dạ. Trung thủy. Dạ. Mà mình phải có sự thẳng thắn nữa. Cái gì mình phải chia sẻ rõ ràng với nhau. Dạ. Em ý em cũng giống ý anh vậy á, chia sẻ để mình hiểu nhau hơn anh. Hẹn hò để mình tìm hiểu nhau thì cái thời gian nào là phù hợp với anh ạ? Anh nghĩ là 6 giờ, 6 giờ mỗi ngày đều được với anh. 6 giờ sáng hay là 6 giờ tối? 6 giờ chiều á. Dạ. 18 giờ. Dạ. Mấy giờ mới vào ca? Hả? Dạ, tối đó. Dạ em thì 5 giờ em vào ca. Rồi thôi vậy chuyện 6 giờ sáng đi. Chuyện 6 giờ sáng đi. 5 giờ tôi vô ca rồi, 6 giờ anh hẹn 6 giờ đâu có được đâu. Mấy giờ sáng em mới tan ca? Dạ khoảng 3 giờ thì em đi về ạ. 3 giờ tan ca. Hẹn 3 rưỡi đi. 3 trời giờ rưỡi đi lang thang ngoài phố vắng. Còn không thôi vậy nè, mình tới 5 giờ sáng ăn sáng luôn. Mình tới đó mình ngồi ở cái chỗ mình trồng cái xin vừa canh bồ mình luôn. Thực chất mà nói thì đêm nào cũng trực đến 3 4 giờ sáng như thế. Lúc đầu yêu nhau thì được, nhưng sau đó có con, có này kia thì ngày nào cũng 3 giờ đêm như thế. Mà chồng đi làm từ sáng đến 5 giờ chiều mới về. Rồi ấy, vợ bắt đầu 5 giờ sau là vào ca rồi. Như vậy thì cái trên lệch cái múi giờ rất là căng thẳng. Em có thể thay đổi cái công việc cho bà xã tương lai được không? Có thể được việc khác á. Có thể được. Dạ. Tình cảm của anh đối với em, cái chân thành, cái độ chân thành nó sẽ đạt đến cái mức độ để làm em thay đổi cái công việc này là em đồng ý ạ. Đồng ý liền đó. Chị thấy là chưa gì đã chân thành rồi đó. Chiếc vòng cầu hôn là chị thấy chân thành rồi đó. Dạ. Đúng không? Người ta phải đặt cái niềm tin kinh khủng lắm, người ta mới đem một cái mà nó tượng trưng cho cái sự ràng buộc. Trái tim có rung động gì chưa, hay có một cái cảm nhận gì đó về cô gái này chưa? Hãy nói cho cô ấy biết đi. Dạ, khi mà gặp
Em Vũ Thường á thì tim muốn rớt ra ngoài. Tim rớt ra ngoài. Có nét gì của Minh Hằng không? Dạ có chị. Có đúng không? Nhẹ nhàng ha. Đứng lên nắm tay tỏ tình đi. Nói gì cho bạn gái yên tâm mà bấm nút? Thì trước cái này á, chưa có mối tình nào. Dạ. Nhưng mà lên đây thì gặp em á, anh cảm giác mình có một cái gì đó, nó có mối liên kết với nhau á. Thì em cho anh một cơ hội để quen em nhiều hơn, biết em nhiều hơn. Chúng ta để tay vào nút bấm đi. Cô gái sẽ trả lời bằng bấm nút hay không bấm nút. Bên tay trái đó Nhân. Đây, nút đây. Bây giờ cả hai chúng ta hướng về phía trước, nhắm mắt lại. Mình kiểm tra một lần nữa. Quan trọng nhất là Vũ Thường. Thật sự, nếu em cảm giác đây là người đàn ông có thể che chở cho mình, nếu thật sự mình có một chút cảm tình thôi cũng được, đừng ngại ngùng bấm nút. Còn nếu không, chúng ta đừng bấm nút vì bất kỳ điều gì cả nha. 1 2 3. Hết thời gian. Đã bấm. Hai đứa nó bấm mà bấm cùng một lúc mới ghê chứ. Trời, chúc mừng ơi. Chúc mừng Nhân nha. Chúc mừng. Rồi, chúc mừng, chúc mừng. Nắm tay nhau nè, áo xanh cặp nè, vô tình nè, thấy chưa? Tôi rất thích đêm rồi. Tôi rất thích hai nút bấm này. Ừ. Một cô gái Vũ Thường nhẹ nhàng nhưng quay rất thông minh đấy. Một chàng trai đủ bản lĩnh để che chở cho Thường. Và hãy cố gắng lên Nhân nha. Hãy giữ lấy tình yêu của mình. Có gì thông báo tin vui chúng cho tụi anh nha. Rồi bây giờ Nhân có một lời nào với lại gia đình của Thường đi cưng? Dạ thưa hai bác, là con nhìn bé Thường thì con thương bé Thường rồi. Dạ con xin hai bác là con được làm quen với bé Thường. Dạ, sau này là chăm sóc bé Thường. Bác cũng mong hai đứa cho nhau cơ hội để đến với nhau. Dạ. Rồi đó. Cảm ơn bác. Dạ. Đừng nói gì với đúng mẹ rồi. Với chú. Đừng nói gì với mẹ với chú. Coi như là hôm nay tụi con gặp nhau ở đây cũng có duyên. Nếu được tụi con tìm hiểu và tiến xa hơn nữa thì con chăm sóc anh và chăm sóc bác, xem bác như mẹ của con ạ. Đúng rồi đó. Ngọt ngào. Đẹp lắm. Em phải trao nụ hôn đầu tiên của em cho cô gái này. Vén tóc nhẹ nhàng lên. Nụ hôn đầu tiên của em đó. Bên tay phải, vén tóc nhẹ nhàng lên. Đúng rồi. Nhẹ nhàng. Để nguyên. Bên đây một cái nữa, bên đây một cái nữa. Bên má bên đây. Đó, đúng rồi. Ok, ok. Dễ vui vẻ quá. Khá nhiều ưu điểm nhưng mà con nghĩ là một từ tóm gọn được tất cả ưu điểm của con là con là một quân nhân. Con cũng không hút thuốc, uống rượu, con cũng thích hát, chính xác, chơi các loại nhạc cụ, con cũng biết chụp hình. Có khuyết điểm gì không Tấn? Tương đối nhiều khuyết điểm. Nhanh nhạy. Nhanh nhạy. Nhanh nhạy. Cái đó không phải khuyết điểm, cái đó dễ thương á. Mời nhà trai. Rồi, chào đồng chí Trung Quý. Xin mời nhà gái. Mời anh trai giới thiệu về mình. Lời đầu tiên tôi xin được phép là chào chú Quỳnh Linh, chào cô Hồng Vân và toàn thể quý vị khán giả trong chương trình hôm nay. Em tên là Nguyễn Quốc Tấn, năm nay 24 tuổi, hiện đang công tác tại trung đoàn 31, sư đoàn 309 quân khu 4, bỏ quân đoàn 4. Em đến từ Đà Lạt, Lâm Đồng ạ. Tấn ơi, sao ngồi bên đây mà nghe Tấn thở hổn hển bên đó vậy? Anh Linh có làm gì Tấn không? Hả? Chắc Tấn đi từ Đà Lạt đây đi bộ tới đây mệt. Vậy hả? Sao thấy mà nhịp thở gấp gáp quá vậy trời? Nói chung là lần đầu tiên tiếp xúc với đông người này Tấn không có quen đúng không Tấn? Vậy hả? Tấn bị hồi hộp đúng không? Ừ. Rồi bây giờ mình nè, giờ bên nhà gái mình nè, dạng dĩ lên cả, có hồi hộp không nè? Dạ có. Có hả? Rồi thôi cưng tự giới thiệu về mình đi nào. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chú Hiền Linh, anh Minh Cảnh và toàn thể quý vị khán giả. Con tên là Ngọc Trâm, năm nay con 22 tuổi,
Hiện tại con đang sinh sống tại Bình Dương ạ. Con sống ở Bình Dương? Dạ. Trời ơi nhỏ quá, một đứa 22, đứa 24. Trẻ măng luôn vậy đó. Bên đó thì thở quá, thở bên đây bẻ muốn loại cái tay luôn nè, cũng hồi hộp lắm rồi. Nói chung hai đứa nhỏ nó cũng đang lo lắng ha. Bây giờ nói chung mình thở là... thoải mái lên nào Tấn ha. Tấn có những cái ưu điểm gì giới thiệu mọi người nghe đi. Dạ con thì có khá nhiều ưu điểm. Nhưng mà con nghĩ là một từ tóm gọn được tất cả ưu điểm của con là một quân nhân. Quân nhân hả? Đó, nó tóm gọn được ưu điểm của con về phẩm chất đạo đức và chính trị của con là đã được kiểm duyệt. Sức khỏe của con thì cũng đã được quân đội là rèn luyện qua. Được, con cũng không hút thuốc, uống rượu. Tất nhiên là một người quân nhân thì phải có những cái tài lẻ nhất định. Như con cũng thích hát, chính thích xác. Chơi các loại nhạc cụ, con cũng biết chụp hình. Thể thao cũng tốt nữa ha. Dạ. Có khuyết điểm gì không Tấn? Dạ, con cũng có tương đối nhiều khuyết điểm. Ví dụ? Ví dụ như là con bị nhanh nhạy. Nhát gái, cái đó không phải khuyết điểm, cái đó dễ thương á. Nhiều cô gái mà thấy mấy con... ngày nay nhát gái là cổ còn khoái nữa. Gặp mấy bạn nữ con hay bị rung hả? Chưa gặp mà rung vậy rồi. Khuyết điểm nhát gái vậy thôi, còn ưu điểm là quân nhân. Tôi nói thiệt luôn nha, nãy giờ đằng gái nè, tôi với bạn gái bên đây là không nghe một cái gì luôn á. Coi như là hai người ngóng ngóng qua bên kia mà thực sự mà nói muốn gãy cái ghế luôn á. Té ghế luôn mà không nghe được hả? Ừ. Bên đây là ưu điểm là quân nhân. Quân nhân có đầy đủ những ưu điểm, những cái phẩm chất. Đó là kiên cường, bất khuất ha. Kỷ cương rồi kiên định rồi, nói chung là đầy đủ hết trơn á. Không phải lo gì hết, không uống thuốc, không uống rượu gì hết luôn. Coi như là toàn ưu điểm thôi phải không? Ưu điểm không? Không có khuyết điểm luôn đúng không? Có khuyết điểm là phải nhát gái thôi. Thôi nhát gái thôi. Ừ. Rồi bên phe ta, con nói lớn lên cho dạ, con. Dạ, ưu điểm của con là vui vẻ, hòa đồng, dễ bắt chuyện. Ngoài ra thì con chuyên ngành là tiểu học á. Con biết mỗi thứ một chút như là hát, nấu ăn, múa, thêu, đánh đàn con cũng biết. Nhưng mà mỗi là công dung ngôn hạnh đủ cả. Nhưng mà mỗi thứ con biết chút, không giỏi. Thôi vậy là quá nhiều rồi. Dạ. Thực sự trong cái thời điểm hiện đại này thì những người phụ nữ mà biết tất cả những cái mà như con vừa nói á là cũng không có nhiều đâu nha. Dạ. Ngoài ra thì con có khuyết điểm gì không? Dạ, xấu ăn xấu ngủ. Ủa xấu ăn xấu ngủ là sao? Dạ, xấu ăn có nghĩa là con thường hay bỏ cử. Nhưng mà ăn thì ăn lắc nhắc hết chút. Xấu ngủ là mỗi lần con ngủ thì con hơi ghét. Con đạp người ghê lắm. Ba mẹ con không ai dám ngủ con á. Tức là trong giấc mơ á, là con mơ rồi con mới đạp. Hay là con không mộng mị gì con vẫn đạp như thường? Dạ đúng. Tại vì con hay ngủ với gối ôm. Thì con gối ôm là đâu phải người đâu. Nên con đạp riết con quen luôn. Vậy là mệt rồi đó. Tấn nữa mai mốt về ngủ là bị đạp dữ lắm á. Thôi không sao đó, dễ thương mà. Chào cưng. Thưa cô. Nghe sợ không? Tối ngủ đạp văng xuống đất. Không sao cô, con sợ thôi nhưng con cũng khỏe. Con cũng khỏe, con chịu được đúng không? Cưng ghê không? Đó, bởi vì chú bộ đội đáng yêu là chỗ đó đó, chịu đựng hết á. Cưng có mấy mối tình rồi? Dạ, con sẽ coi là một mối tình. Một mối tình trước quân ngủ hay là khi vào quân ngủ? Dạ vào quân ngũ rồi. Vào quân ngũ mới có. Là được mấy năm? Dạ con được 1 năm rưỡi. Chia tay lâu chưa? Dạ con chia tay chắc được 3 năm rồi. Lý do con chia tay ạ? Dạ tại vì trong môi trường đặc thù nên con không quan tâm chăm sóc được, cho nên là mọi người mọi ngã. Con không có thời gian chăm sóc nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Con nghe vậy con thấy sao? Dạ thì bình thường thì quân đội cũng hay không có thời gian. Tự bản thân mình cố gắng, cả hai bên cũng cố gắng thôi ạ. Khi mình xác định là mình đã yêu bộ đội là mình phải hiểu được cái điều đó, điều dạ. Đó điều cơ bản đó. Dạ. Đó không thể nào có những thời gian như người bình thường được đúng không? Dạ đúng. Ừ. Vậy là con yên tâm, bạn hiểu rồi, bạn mới đến đây gặp con nè. Nha. Sao? Qua đây coi nhà gái tôi chứ sao? Nhà trai tôi cũng đẹp trai lắm mà. Ủa tôi có chê đâu, tôi chê hồi nào vậy? Để tôi coi coi. Dạ cho chú. 22 tuổi đó. Trời, dễ thương quá. Con nói về tình yêu của mình cho bên đàn trai nghe đi. Dạ thì con cũng trải qua cũng một mối tình thôi ạ. Một mối bao lâu? Dạ một năm. Một năm. Quen hồi năm 3 đại học à. Mối tình đầu ha? Dạ mối tình đầu. À vậy con còn trẻ quá mà. Chia tay bao lâu rồi? Dạ chia tay được 1 năm rồi. Năm rồi hả? Dạ. Rồi bây giờ thì con muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Bạn đó phải cao hơn con xíu. Tại con cũng hơi cao á. Con cao nhiêu? 1m65. Sao mấy con? Con 68. 68 cao hơn được 3 phần. Cũng có cao hơn. Rồi con thích đàn ông sao nữa? Vũ phu. Vũ phu. Dạ, gia trưởng nha. Con muốn một mẫu hình lý tưởng nào mà con có thể hướng tới? Gọn gàng sạch sẽ là được rồi. Không có một em con, không có mẫu hình lý tưởng. Đó, bây giờ con nghe những gì mà bạn bên đây nói á, thì là con thấy mình có khoảng bao nhiêu phần trăm trong đó?
Dạ, con thấy con chắc 100% rồi. Trời ơi. Không có ho, không có gì ho trên bình thường. Tao đáp ứng nhu cầu bình thường, không có gì ho trên á. Thằng trai tao có quyền tự tin điều đó. Ủa, tôi ho gì vui mừng được không? Ủa, mắc cười quá, vui mừng mà ho. Ủa, nhiều khi vui mừng sặc nước miếng cũng ho à. Ngộ lắm. Lạ vậy trời. Chưa có cái cảm xúc đó ư? Thằng trai tôi dễ thương lắm, dễ cưng lắm á. Ừ. Con hình dung về cái mẫu bạn gái của con á, ở bên hàng rào bên đây nè, cái cô bạn này nè, cổ là người như thế nào? Dạ, theo con hình dung thì chắc bạn nữ bên kia là người cũng dễ thương, hoạt bát. Con thích người phụ nữ ốm hay mập? Dạ, vừa vừa dễ nhìn là được. Cận xíu được không? Con có cảm tình với người đeo kính cận. Wow, như vậy là điều ước của con sẽ thành hiện thực. Được rồi, tôi thấy đàn trai với đàn gái cũng ổn định rồi đó. Bây giờ mình cho người thân gặp mà ý kiến đi ha. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ, con đi với mẹ với gì ạ? Bạn à. Rồi, xin mời nhà gái. Chào anh Hoàng Linh và chào chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Và chào bên nhà trai. Theo mẹ thấy thì cái cậu này cũng hiền. Mẹ thấy cũng được, ăn thua theo ý của con. Hai con cho nhau một cơ hội. Chừng nào mẹ cho con gái lấy chồng? Còn bao nhiêu năm nữa? Tùy thích cho con à. Ví dụ năm sau được không? Được. Được hả? Trời ơi. Tùy con mà, tùy con mà. Rồi, cảm ơn thằng gái. Em trai, em đi với ai? Dạ, hôm nay con đi với thủ trưởng và mẹ và bạn. Rồi, xin mời thủ trưởng. Xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Yêu thương. Tôi Lê Trọng Khánh, Phó Chính ủy Trung đoàn, là thủ trưởng của em Tấn. Nói chung là hôm nay là đại diện cho chỉ huy đơn vị thì tôi thấy là rất là vui. Và đặc biệt là xin giới thiệu với gia đình gái và em gái ở đây là em Tấn, người rất dễ thương. Quê là Đà Lạt, Lâm Đồng. Và đặc biệt là bố của đồng chí Tấn là đại tá quân đội nhân dân Việt Nam. Yeah. Và đồng chí Tấn là cũng là người rất là tốt. Đặc biệt là 2 năm ra trường vừa rồi đồng chí Tấn là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và tôi nghĩ rằng á là có một câu nói là bộ đội mà lấy giáo viên, gia đình hạnh phúc, sức điên cả người. Đấy. Chúc hai em là nhiều sức khỏe và đạt được theo cái mong muốn của mình. Xin cảm ơn chương trình. Dạ. Thôi thủ trưởng. Mời mẹ đi. Xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Dạ. Tôi tên là Hoàng Thị Phương Thảo, đến từ Đức Trọng, Lâm Đồng, là mẹ của đồng chí Nguyễn Quốc Tấn. Cảm nhận ban đầu của tôi về bạn gái này thì bạn gái rất là xinh đẹp, thùy mị, thân thiện. Còn với bản thân tôi thì tôi tin vào duyên số. Nếu mà hai con có duyên sẽ đến được với nhau. Và nhất là nếu là con á mà có duyên với Tấn á, thì cô hy vọng là con sẽ là một người phụ nữ dũng cảm này, bản lĩnh này, kiên cường này, hơn cả đồng chí Tấn nữa. Trời vì làm vợ người lính phải cần những đức tính đó thì dạ. Mới được á con. Là phải giống cô là dạ. Cô cũng là vợ của người lính ha. Đó, đó. Rồi cảm ơn nhà trai nhà gái. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt. Cái này anh coi chừng rớt. Cái này nó có dưới. Dạ có. Rồi tặng cái gì đó Tấn? Dạ con gửi đến bạn nữ món quà mặt mặt đầu tiên là một con gấu bông. Đến chương trình là rất muốn mong là lấy con gấu bông đó đổi lấy một gấu lớn hơn mang về. Còn món quà của con? Dạ món quà của con là con tự tay thêu một chú bộ đội với lại một cô bé. Tuy là có hình trái tim ở giữa, có nghĩa là tuy mà xa nhau thì xa mặt nhưng mà không cách lòng mà. Dạ mong là anh thích món quà đó. Rất thích, rất thích. Dạ con. Rất đẹp. Rồi hai đứa trò chuyện đi. Anh cảm thấy em như thế nào? Anh cảm thấy em là rất là dễ thương. Dạ. Và cách nói chuyện cũng như gặp mặt thì em thấy em là một người rất hoạt bát. Dạ. Và vui tính. Dạ. Rất thích chỗ này, nó có rung rinh rung rinh. Chỗ này nó có rung rinh rung rinh. Dạ, em có biết là trong quân đội thường thì sẽ không có thời gian nhiều. Em muốn hỏi anh là nếu mà mình quen nhau thì anh sẽ dành thời gian em cho em như thế nào ấy? Như mình cũng nói rồi đó, mình là quân nhân. Tình yêu mình dành cho nhiều nhất là yêu đất nước. Cho nên là ngoại trừ thời gian dành cho đất nước thì tất cả thời gian dành cho mình thương. Dạ. Đồng chí Tấn, tôi đề nghị đồng chí xưng bằng anh nha. Với lại em có một câu hỏi nữa là nếu mà hai đứa cưới nhau á,
có một vấn đề mâu thuẫn xảy ra mà lỗi là do em, nhưng mà lúc đó thì kiểu như là em không nhận ra nên em cần thời gian để bình tĩnh, thì anh sẽ xử lý như thế nào? Như anh thì thường ở nhà những vấn đề như vậy thường anh sẽ im lặng. Dạ. Không nói, đợi khi nào qua chuyện rồi xong rồi mới nhắc nhẹ nhắc khéo sau. Dạ. Và anh cũng muốn hỏi em là nếu như mình có thể tiến với nhau thì khoảng mất thời gian bao lâu thì mình có thể đi tới thân nhân được? Mẹ em cũng hối lắm rồi. Mẹ kêu là trong vòng 2-3 năm nữa không cưới thì mẹ cũng đuổi rồi. Quan điểm thế nào về chuyện hôn nhân gia đình, trao đổi với nhau cho nghe đi. Quan điểm về hôn nhân gia đình đó, thì đối với anh thì nhà là nơi bình yên để mình trở về sau những ngày công tác mệt mỏi, cũng như tiếp thêm năng lượng, cũng như là làm thăng hoa cuộc sống này hơn. Dạ. Đối với em thì là gia đình sau hôn nhân là nơi để chia sẻ, thông cảm. Khi mình gặp khó khăn thì cần có người ở bên cạnh động viên, cũng như là chia sẻ những khó khăn. Rồi có chuyện ghen tuông thế nào? Dạ, em thì người khá ghen. Nhưng mà ghen thì em không có nói ra mà kiểu im lặng thôi à. Mỗi lần mà em im lặng xong rồi, khi mà em thấy đủ để thời gian để suy nghĩ thì em sẽ tự nói, tự làm hòa. Có anh cùng người cũng ghen nhiều lắm. Nghe là anh ghen, lúc đó là anh dễ xử lý cái người làm anh ghen. Rồi quan điểm về con cái sao? Kinh tế gia đình ai giữ? Con cái thì em muốn hai con, một trai một gái thôi à. À, anh à. Anh thì trai con gái gì cũng được. Vậy em tới đây thì con có bài hát gửi tặng anh. Con tặng anh đi. Anh ơi. Anh ơi sang nhà em chơi, ba má em đi rồi. Bao lâu ta chưa gặp nhau, em thấy nhớ anh điên đầu. Vậy thì hãy qua nhà em nhé, mình cùng trò chơi. Dạ, em quên lời. Dạ, anh xin lỗi. Cô ơi, bạn nữ hát hay quá. Thầy con xin phép cô gửi bạn nữ bài hát ạ. Đứng lên nắm tay bạn gái. Đúng rồi, phải mạnh dạn lên con. Đúng rồi, đó. Dạ. Sau đây anh xin gửi em bài hát. Dạ, anh đúng quá dạ. Thì em nói rồi, nhát gái mà gặp con gái là dùng lắm. Dạ. Có người yêu chưa? Sao mỗi lúc tan ca chẳng thấy ai đón đưa? Phải chăng là chưa tìm được người giống như em muốn chọn lựa? Người ngọt ngào tựa cơn mưa, yêu thương trọn vẹn như câu hương. Mãi yêu cạnh nhau sẽ chẳng bao giờ đổi rời. Kiếm tìm lâu nay tình yêu giấu chôn trong giấc mơ say, có đâu nào hay, ngoài kia đâu có ai giống như vậy. Dạ. Chúng ta hát cho nhau nghe nè, chính xác luôn. Có hai đứa nghe thôi, không ai nghe một cái gì luôn. Tôi đứng kế là tôi cũng không nghe luôn. Ráng nghe lắm luôn á. Con thấy trong lòng mình sao, tới tim mình sao rồi? Đập liên tục luôn. Liên tục luôn. Có bao giờ con hồi hộp như vậy chưa? Chưa. Con bây giờ con có quân số mà con làm chỉ huy đó bao nhiêu rồi? Dạ con 30 người. 30 luôn hả? Dạ. Có bao giờ con run trước 30 người đó không? Dạ không. Không hả? Vậy mà run trước một con người một nhỏ người. Bé này hả? Một người đó. Thì là được rồi đó ha. Thôi bây giờ thôi, mình để tay nút bấm đi. Dạ. Chuẩn bị. Hãy lắng nghe con tim của mình. Và sau 3 tiếng đếm, 1, 2, 3. Trời ơi, nó bấm mà xúc cái nút của người ta luôn vậy đó. Trời ơi. Chúc mừng. Hợp lý ghê nha. Hai đứa cưng ghê luôn nha. Hai bà mẹ đứng giao lưu gặp nhau cái đi. Rồi, hai bà xui tương lai nào. Chị cứ yên tâm đi. Nếu mà bạn ấy có duyên với con em thì em sẽ yêu bạn ấy như con gái của mình. Vì em chỉ có một mình cháu Tấn là con thôi. Cháu còn nhỏ dạy mà cũng chưa có đi học mà cũng chưa có rành rẽ gì mấy. Nhờ có hai đứa có duyên thì nhờ chị chỉ dạy giùm nhiều hơn. Em nghĩ là hai người ôm nhau, hai bà mẹ ôm nhau cái đi nè, ôm cái trời đất ơi. Hai bà xui cũng còn trẻ quá trời của đất. Hai bà xui trẻ quá. Làm thủ tục đầu tiên đi Tấn. Rồi. Đồng chí Tấn, tôi đề nghị đồng chí hôn cô gái này cái hôm đầu tiên. Ừ.
cái sự rung động nó xuất phát từ trái tim rất là rõ ràng. Chúc cho hai con hạnh phúc và thành công trong công